Theo truyền thống, tháng 3 là tháng mà người Công giáo dành riêng cho vị hôn phu của Đức Maria, cha nuôi của hài nhi Giêsu, vị bảo trợ của hội thánh và là vị thánh thinh lặng. Vì lịch sử của Ngài như một người trợ tá khiêm tốn trong cuộc đời của Đức Maria và Chúa Giêsu. Thánh Giuse là bổn mạng và là gương mẫu của các người lao động, của các gia trưởng. Ngài đã sống cuộc đời lao động để nuôi sống gia đình. Chính Chúa Giêsu, dù là con duy nhất của Thiên Chúa, cũng được gọi là con bác thợ mộc. Tháng 3, tháng kính Thánh Giuse, và Thánh Giuse cũng là vị bảo trợ của Tổng giáo phận Hà Nội. Và trong chuyến tác nghiệp tháng 3 này của Ban truyền thông Tổng giáo phận Hà Nội, mời quý ông bà và anh chị em cùng theo chân chúng con đến một số đền Thánh Giuse của các giáo xứ trong Tổng giáo phận Hà Nội. Là một giáo xứ lớn với gần 6.000 tín hữu, giáo xứ Hoàng Nguyên đã đi vào lịch sử truyền giáo của Tổng giáo phận Hà Nội qua những năm tháng giữ vững truyền thống đức tin kiên trung của cha ông và là một trong những cái nôi của công cuộc đào tạo ơn gọi linh mục của Tổng giáo phận Hà Nội. Không chỉ vậy, giáo xứ Hoàng Nguyên có bề dày của một giáo xứ có đời sống đức tin kiên vững qua từng giai đoạn lịch sử. Đời sống đức tin ấy được thể hiện qua từng lối sống và hoạt động cộng đoàn. Vốn được biết đến là một giáo xứ có bề dày lịch sử của Tổng giáo phận. Chính vì lẽ đó mà trong tháng 3, tháng Thánh Giuse này, đến với Hoàng Nguyên, chúng ta không chỉ biết đến những ngôi đền thờ kính Thánh Giuse có lịch sử hàng trăm năm, mà còn làm lòng mến mộ Thánh Giuse của bà con giáo dân giáo xứ. Không chỉ có một, mà tại Hoàng Nguyên có đến hai đền Thánh Giuse. Đó là đền Thánh Giuse của giáo xứ, hay còn gọi là thành hoàng làng của bà con Hoàng Nguyên, và đền Thánh Giuse nhà Tràng, hay đó chính là đền Thánh Giuse của tiểu chủng viện Hoàng Nguyên xưa. Đến với đền Thánh Giuse của giáo xứ Hoàng Nguyên, hay còn gọi là thành hoàng làng của bà con giáo dân Hoàng Nguyên. Bởi lẽ cũng không ai có thể biết rằng ngôi đền này chính thức được xây dựng từ khoảng thời gian nào, mà điều đó được rất nhiều già làng kể lại qua lời kệ của cha ông. Cái địa phương chúng tôi đây là toàn bên lương hết, là đi theo Phật giáo hết. Nhưng sau khi mà được Chúa soi sáng thì là đất Hoàng Nguyên chúng tôi đây là trở lại toàn tòng Công giáo. Sau rồi bây giờ sau đền Thánh Giá thì bây giờ về cha cố Tề, bây giờ mới cha cố Giuse Tề thì bây giờ người mới lập đền Thánh Giuse, thì bây giờ đền Thánh Giuse mới trở thành thành hoàng làng Hoàng Nguyên. Về việc đền Thánh Giuse thì trước năm 1930 thì đây là đền Thánh Giá. Trước là đền Thánh Giá, sau 1930 cái khoảng đó thì bây giờ mới có gọi là cha cố Tề, thì bây giờ mới ông nội tôi làm trùm họ ở địa phương thôn Hoàng Nguyên, thì cha cố Tề có giao cho là chịu trách nhiệm mua vật liệu và xây dựng nên đền Thánh Giuse này. Thì tất cả nguyên vật liệu là nguyên gạch là 25.000 viên và vôi là 4 tấn rưỡi. Thế mà gạo nếp là 2 tạ, còn mật giọt là 3 tạ. Đấy là để kiến thiết về ngôi đền Thánh Giuse này. Nhưng cũng chính vì những yếu tố của lịch sử ấy mà Thánh Giuse còn được giáo xứ Hoàng Nguyên tôn là thành hoàng làng, và lòng mến mộ Thánh Giuse ngày càng nảy nở hơn trong những hoạt động cộng đoàn của giáo xứ và lan rộng tới rất nhiều những người ngoại đạo chạy đến với Thánh Giuse. Sau khi mà cha già Tề cho xây dựng ngôi đền Thánh Giuse này, từ đó thì dân làng đã tôn vinh người là quan thầy của làng, là thành hoàng làng. Và cứ đến ngày 19 tháng 3, thì dân làng lại tổ chức kiệu rước người xung quanh làng để tạ ơn người và xin người ban cho dân làng được mọi sự bình yên. Và từ đó thì ngôi đền là nơi con cái xa gần thường xuyên chạy đến để xin người ban cho những ơn như ý lòng mong muốn. Và ngôi đền này từ khi được xây dựng thì cho đến bây giờ là được mở cửa 24/24 để đón nhận con cái bất kỳ lúc nào chạy đến tâm sự cùng người đều được. Ngoài những ngày lễ quan thầy là ngày 19 tháng 3
thì hàng tháng ngay bây giờ là cha xứ Phaolô Phạm Văn Mạnh là cứ thứ tư đầu tháng thì cha lại cho lễ tại khuôn viên của đền thánh để cho bà con giáo dân đến có dịp đến để tôn vinh người. Theo lịch sử của giáo phận, Hoàng Nguyên được mọi người biết đến là một cái tên gắn liền với lịch sử của giáo xứ, đó là Tiểu Chủng Viện Hoàng Nguyên. Tiểu Chủng Viện ban đầu chỉ là nhà tranh vách đất như phần lớn những nhà dân thời đó. Sau nhiều lần bị đốt phá, việc xây cất Tiểu Chủng Viện bằng gạch ngói được thực hiện vào khoảng những năm 1891-1892. Ngôi nhà vẫn còn giữ được cho đến nay. Cũng chính vì lẽ ấy mà ở Hoàng Nguyên còn có một ngôi đền thánh Giuse nữa, đó chính là đền thánh Giuse Nhà Tràng, hay chính là đền thánh Giuse của Tiểu Chủng Viện Hoàng Nguyên xưa. Qua những câu chuyện được kể lại, có rất nhiều những biến cố lịch sử liên quan đến ngôi đền thánh Giuse Nhà Tràng nơi đây. Và cũng rất nhiều người đặt ra thắc mắc, tại vì sao đền thánh Giuse Nhà Tràng lại nằm giữa một cánh đồng rộng lớn mà không nằm trong khuôn viên của Tiểu Chủng Viện Hoàng Nguyên xưa. Bởi lẽ... Tức là năm 1802, là tức là bắt đầu đời vua Gia Long ra đời đấy, thì Đức Cha Long ra là ngài sẽ tậu cái đất của nhà Chủng Viện. Thế sau đó thì một thời gian sau mới xây dựng dần, thì là đến lúc mà sẽ Thánh Giuse này là tượng của Pháp mang ở bên Pháp sang. Thế sau đó thì đền Thánh Giuse sẽ dây ở cái chỗ Thánh Phanxicô kia thì nhìn ra đường. Thế còn tất cả cái nàng này không phải là dân mà là cái trại để những người làm ăn cho nhà Trung Hoàng Nguyên. Thế sau đó thì là một thời gian này là khoảng năm 1889 hay là 90 đó, thì là các đấng có kể lại nó không rõ ngày tháng. Thế nhưng mà thì trước Thánh Giuse là yên ổn nhà Trung rồi, người ta không bắt đạo nữa thì là mang về. Thế nhưng mà thật sự ra nhà Trung đem về rước về ngài làm ở chỗ bờ hồ thì không yên ổn, bởi vì khi ấy là Thánh Giuse sẽ làm cho nó rất nhiều bệnh, như Đức Hồng Y Tụng đây, ảnh đây, ngài ra đây ngài kể lại để cho con cháu nghe. Thế thì là vì lý do cho nên là mới lại làm đền ở ngoài này để rước người ra ngoài này. Thế thì vậy thì khi rước người ra ngoài này thì thấy nhà Trung được tốt đẹp và yên ổn. Cũng chính vì lý do lịch sử ấy mà có rất nhiều dấu lạ tại đền Thánh Giuse nơi đây. Nhưng có một dấu lạ ở đằng chỗ gần đầu Thánh Giuse thì người ta chỉ xây có gạch nghiêng thôi. Nhưng họ bắn một phát tây là nó bắn ở trên đê xuống, một phát xuống trường. Bây giờ nếu cậy ra thì nó xoáy. Cha Giuse Mùi Tám bảo ông cứ cậy xem, tôi no là bây giờ thì nó vẫn thủng. Như đến khi cổ niêu trông non thì chát lại và những các cái chân này. Thế cho nên là vẫn có một dấu tích. Họ bắn ngay vào thẳng chỗ đầu Thánh Giuse nhưng mà không thủng gạch, chỉ có sâu vào độ 3 phân. À, nếu bây giờ cậy ra vẫn còn dấu tích. Không chỉ mang dấu ấn của lịch sử, mà nơi đền Thánh Giuse Nhà Tràng này từ bao đời nay chính là nơi chạy đến của bao người trong lúc khó khăn, hoạn nạn, hay trong thời khắc hạnh phúc đều đến bên Thánh Giuse. Bởi lẽ xuất hiện trong lịch sử và còn hiện hữu nơi hiện tại và tương lai sau nữa, những câu chuyện về hai ngôi đền Thánh Giuse của giáo xứ Hoàng Nguyên cũng chính là dấu lạ nơi giáo xứ có bề dày lịch sử này. Và cũng chính là nơi lưu trữ một cội nguồn về lòng mến mộ, lòng tin yêu Thánh Giuse điển hình trong Tổng giáo phận Hà Nội. Tôi về nhận giáo xứ Hoàng Nguyên từ ngày 18 tháng 11 năm 2018. Và khi mà tìm hiểu về những công trình nằm trên địa bàn của giáo xứ Hoàng Nguyên ngày xưa thì thấy một cái điều rất là đặc biệt. Đó là những công trình đều tồn tại cả trăm năm. Thế nhưng mà lại không ghi một cái niên đại. Có rất nhiều những cái giai thoại khác nhau về việc xây dựng đền Thánh Giuse. Thế nhưng mà không cụ nào nhớ chính xác là năm bao nhiêu cả. Mặc dù vậy thì ai cũng phải xác định rằng công trình đó phải cả trăm năm rồi. Và một công trình nữa, nó không chỉ của Hoàng Nguyên mà nó còn của cả giáo phận. Đó là công trình đền Thánh Giuse nằm trên địa bàn của thôn Cổ Liêu và được gọi là đền Thánh Giuse của Nhà Tràng, Tiểu Chủng Viện Hoàng Nguyên ngày xưa. Được đặt ở giữa cánh đồng.
thế nhưng mà cũng không có một cái niên đại nào cả. Cũng theo lời kể thì những người lớn tuổi nói rằng là xưa khi mà xây chủng viện và tiểu chủng viện ở đây thì các đấng đặt đền Thánh Giuse ở đây. Để cứ hàng thứ tư và chủ nhật thì các tiểu chủng sinh từ Hoàng Nguyên đi ra ngoài này, vừa đi dã ngoại vừa viếng Thánh Giuse. Và như toàn Thánh Giuse là đấng bảo trợ. Nhưng mà điều đặc biệt đó là không biết niên đại năm bao nhiêu cả. Nói đến Thánh Giuse thì những người ở khu vực này, từ những người bên giáo lẫn những người bên lương, đều nói đến với một cái lòng yêu mến và rất là biết ơn. Bởi vì Ngài có thể nói là Ngài rất là phù trợ cho những lời cầu xin của họ. Vì thế mà những cái ngày thứ tư không chỉ là đầu tháng, nếu như không có lễ thì bà con sau khi đọc kinh nhà thờ xong, lễ xong rồi vẫn phải đến đền Thánh Giuse để viếng Thánh Giuse. Rồi ngay cả những anh em lương dân, có nhiều người tới đây họ xin ơn, họ được ơn, và bây giờ hàng năm họ tới đây để cảm ơn. Nhất là vào cái dịp Tết, Tết thì đền Thánh Giuse đặc biệt, đền Thánh Giuse ở đây rất là đông. Họ đến cứ từ ngày nọ qua ngày kia, cả những người công giáo lẫn những người lương dân. Vào đêm giao thừa thì có người nói rằng là suốt mấy chục năm nay rồi, sau khi mà lễ giao thừa xong thì phải qua đền Thánh Giuse mới đi về nhà. Tức là với cái lòng yêu mến Thánh Giuse nó được ăn sâu ở trong lòng của họ, thì nó diễn tả qua những cái việc cụ thể như vậy. Cách giáo xứ Hoàng Nguyên 4 km là giáo xứ Bút Đông, nơi có ngôi đền thánh vẫn được bà con giáo dân nơi đây nói rằng nếu Hoàng Nguyên có đền Thánh Giuse nhà Tràng mang dấu ấn của tiểu chủng viện cũ, thì Bút Đông có đền Thánh Giuse của đầu thế kỷ. Bởi lẽ đền Thánh Giuse Bút Đông được biết đến từ năm 1900, lúc đầu ngôi đền được xây bằng nhà tranh, vách gỗ. Đến năm 1937, đền Thánh được xây dựng theo kiến trúc 5 tháp tròn, theo đền Thánh La Mã cổ. Đến năm 2003, được đại trùng tu và khánh thành năm 2004, khang trang, to đẹp. Các cụ từng truyền lại rằng, đây là vùng đất thiên mạc, có hình thể mấp mô. Theo phong thủy, trong đó có 9 mô đất trên thế mô nhạn, có tên gọi là cửu bạch đầu đàn, có nghĩa là điểm ở vị trí số 1 của 9 con nhạn trắng. Thật vậy, đền Thánh Giuse cao nhất, đẹp nhất như con mắt của nhạn bạch đầu đàn, dâng kính Thánh Giuse là vị thiên hoàng làng Bút Đông. Ngoài ra, trước cửa đền Thánh Giuse có cây thánh giá hiện hữu như ngày nay. Với niên hiệu năm 1893, so với việc xây dựng đền Thánh Giuse năm 1900, thì đền Thánh đã có trước 7 năm. Đền Thánh Giuse rất linh thiêng, do vậy dân làng Bút Đông nói riêng, kể cả bà con lương giáo của các làng xung quanh và du khách thập phương nói chung, khi đến kêu xin Ngài đều được Ngài bầu cử chuyển lời cầu. Chưa bao giờ mọi người đến có niềm tin cầu xin mà Ngài không trợ giúp. Bởi vậy, không riêng người đạo công giáo, mà còn những người theo lương giáo đều chạy đến cầu xin Ngài. Có người còn dâng cả những đứa con của mình để Thánh Giuse phù trợ, nâng đỡ. Hàng tháng, người đến xin ơn và tạ ơn rất đông, nhất là vào ngày mừng kính Thánh Giuse hàng năm. Thánh Giuse ban cho gia đình con thì không có ơn nào là xin mà không được. Cái thứ nhất là bà nhà con, bà xã nhà con ấy, cách đây độ khoảng 5 năm ngã dệt không đi được, đi Hà Nội người ta đã về, thế nhưng mà xin lên xin Thánh Giuse cho qua khỏi, bây giờ vẫn đi lại bình thường. Thế còn chúng con mà cứ gặp hoạn nạn này khác thì đến khấn thì Ngài đều cho hết, bình yên không có vấn đề gì. Thì mấy cái ý là con muốn nói thật là không bao giờ Thánh Giuse chê một cái nguyện vọng gì mà giáo dân xin, kể cả một cái ông bên lương ông ấy đi cắt cỏ không biết, ông về đây bà ấy đi về đây bà ấy xuống cái giếng để rửa mặt, bà ấy vô tình bà ấy rửa mặt bằng nước giếng, ông bà ấy xoa lên hoa tai bà ấy thì hoa tai rơi xuống, bà ấy lên đây bà ấy cúng xin mang nến mà cái kiểu như bên lương để ấy, nhưng mà không được, đến đêm đến bà về thôi, cứ trí thì đến về rồi thì đến mai thì chắc là thấy thôi. Ông một đêm đến này có người báo là mai lên cứ nhấc cái hòn gạch cái bậc xuống, thấy ông lên ông nhấc, thấy mà ông đúng ông tin cho đến lúc ông chết rồi.
các cháu biên lương cấp 3 mới các cấp đại học to là đều về đây xin ngài để được lên lớp mới lại. Thế còn có một vài ông ở Hà Nội cứ mùng 1 Tết bao giờ ông quánh xe về đây ông khấn ông một muốn gì muốn cháu phải về Thánh Du Xe xong mai cháu mới đi việc gì khác. Về đến Bút Đông thì con thấy lòng sùng kính của bà con giáo dân và mọi người trong khu vực ở chung quanh giáo xứ Bút Đông này đối với Thánh Du Xe có lòng sùng kính rất là đặc biệt. Về phương diện mục vụ thì chúng con hàng tháng, ngày thứ tư đầu tháng chúng con dâng thánh lễ nơi đền Thánh Du Xe đây thì có rất là đông người tham dự, số người tham dự có lên đến hàng ngàn người. Rồi hàng ngày thì vào mỗi tối, 8 giờ tối thì bà con tập trung lại đền Thánh Du Xe để đọc kinh cầu nguyện cùng với Thánh Du Xe. Và con thấy rằng rất nhiều người đến với Thánh Du Xe, nơi đền Thánh Du Xe này thì được rất nhiều những ơn lành. Gia đình thì có những gia đình bất hòa thì đến với Thánh Du Xe thì được hòa thuận lại. Những anh em gia đình có những người con đang bỏ Chúa, thế rồi đi vào các tệ nạn thì cũng được ơn để trả lại. Thế rồi những gia đình hiếm muộn thì cầu cùng Thánh Du Xe thì cũng được Chúa ban cho được như ý. Thế rồi những gia đình anh em con cái nữa. Thì đối với chúng con nơi đền Thánh Du Xe thì chúng con cũng thấy rằng Thánh Du Xe cũng ban cho giáo xứ rất nhiều những ơn lành. Thánh Du Xe là một người luôn sống hy sinh âm thầm trong suốt hành trình của Chúa Giêsu nơi trần thế. Và trong suốt chiều dài của lịch sử giáo hội, nhờ ơn bảo trợ của Ngài, giáo hội vẫn luôn kiên vững dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào. Ước mong trong tháng Thánh Du Xe này, mọi Kitô hữu trên giáo hội Hoàn Vũ nói chung, cách riêng là nơi Tổng giáo phận Hà Nội thân yêu, biết luôn noi theo những gương sáng của Ngài để sống xứng đáng là con cái Chúa.